Mọi người thì trước mắt mình sẽ dọn cái đống cái tông này cho vô cái hộp này nha. Đầu tiên là cái size to nhất nè. Đó. Đó. Đây là cái size này. Ô trời, size này không biết không? À đây. Vẫn vừa. Những cái cạch tông đợt đầu của mình. Đây là cái size to nhất luôn. Ok mọi người, cái thùng mà để cạch tông của mình đó vừa khít tất cả những cái số hộp mà mình đang cỏ để luôn nè.